đến bây giờ là khoảng tầm chưa đủ 6 giờ sáng tại Sài Gòn nha. KVT tiếp tục chia sẻ với anh chị và các bạn về chuỗi video từ quận Hóc Môn. Khá là xa ở Sài Gòn, đó khoảng 17 cây số, khá xa trung tâm Sài Gòn. Đó, thì mình có mặt tại địa điểm này cũng theo lời giới thiệu của một bạn trên kênh YouTube của mình, người xem màn hình nha. Đây, ngay gần chợ Hóc Môn, đặc biệt là ngay cái đường Quang Trung và đường KB3 nè. Anh chị có, các bạn có khó khăn trong việc tìm địa chỉ thì mình có đặt đường link Google Maps. Nếu mọi người đã từng biết về bánh mì dân tổ 3 giờ khuya nha, vì địa điểm này còn hơn nữa mọi người, bán từ khoảng 1 2 giờ sáng là bán tới bây giờ luôn á. Hôm bữa mình có ghé và mình xem thử thì cô bán rất là đông. Đó, nãy giờ là bán rất là đông mà mới vừa gắn khách nè. Mình sẽ vào mình chia sẻ cho mọi người về địa điểm này. Bán rất là lâu đời ở Hóc Môn này nha. Ở phía trước mình thấy có hai cái sọt bánh mì to mọi người. Đó, bán từ khuya tới giờ mà. Mình ở xa quá mình không có đi sớm được, và bây giờ phải đi trước 6 giờ thôi. Đó, có ba chị gái bán như thế này. Dạ. Cô, bánh mì đây mình có bao nhiêu loại bánh mì ha? Có hai loại hả con? Dạ. Loại lớn và loại nhỏ. Dạ. Loại nhỏ 15.000, loại lớn 18.000. Dạ. Là mình bao gồm tất cả ở đây hả cô? Ừ. Bánh mì đúng không? 8 món. Dạ. 8 món gì hả cô? Pate, xíu mại, cá, bì, dạ, thịt, nem, chả, cho bông gà. Dạ. Ở đây là mình, con biết là mình bán khuya lắm, là khoảng mấy giờ là mình bán hả cô? 1 giờ rưỡi. Dạ. 1 giờ rưỡi bán tới. Bán. Tới 9 giờ rưỡi. Dạ. Sao mình bán khuya vậy cô? Lúc đó là... Tại vì khuya xe tải, đồ người ta chở hàng á, ta ghé ta. Dạ. Bán là 50 năm á. 50 năm. Ừ. Dạ. Vậy là đời của cô là đời thứ... Cô là đời thứ hai rồi. Đời thứ hai. Dạ. Là mình trước cho mình bán địa điểm này hả cô? Ừ, tại dạ, chỗ này luôn. Ở đây là mình có tên gọi gì không ha? Gọi là bánh mì cây dừa. Ngày xưa có cây dừa mà dạ, bây giờ người ta chặt rồi. Dạ, bánh mì cây dừa nhưng mà chặt rồi. Địa điểm này. Rồi, cảm ơn cô. Ở nhỏ là 15, ở dạ, lớn là 18. Dạ. Bây giờ đầu lên. Dạ. 15 và 18 nghe. Trời quá, mình mới vừa tranh thủ lúc mà cô vắng á, mình đổi đường vài con. Có ba cô bán rồi. Địa điểm này bán trải qua hai đời, được 50 năm, bán từ 1 giờ rưỡi, là bán xe tải. Có bờ cho một bé kìa. Nghị ơi, con có ăn đồ chua không? Dạ không, ăn cho lên. Ăn đồ chua đây mà mốt bị là mày học mà đừng ăn luôn á, cho mày biết đâu ăn nào, giờ đâu ăn đâu. Dạ, thân cũng xuống mại luôn rồi. Ba tê ghê. Còn đây là cá ngừ. Chả, nem. Đó, đơn giản như thế này thôi. Một thao dưa rau gì hấp dẫn đi. Dạ, cá ngừ. Dạ. Chị có ở đây làm phải hả chị? Dạ. Đây là cá ngừ đúng không chị? Cá ngừ. Đó. Cá ngừ này là hôm qua là mình nấu đó hả chị?
Dạ. Rồi bên đây là ngồi xíu mại. Một ngày mình bán như là mấy nồi vậy chị? Có nồi. Dạ, quá trời luôn. Ừ, hấp dẫn quá. Ở bên đây là ổ nhỏ nó không được, còn đây là ổ lớn, to quá trời. Đồ bán địa điểm này lâu đời lắm rồi. Có tầm bây giờ khoảng năm mấy thôi, có tầm 6:30 á, mình nghĩ rất là đông địa điểm này. Ồ, ổ này ổ lớn nha, ổ lớn 18 nghìn. Cô giao hàng luôn. Đây có 3 cô thôi. Đó. 4 ổ như bình thường luôn hả? Chưa được 6 giờ nha, người ta rất là sớm, mọi người rất là đông như thế này rồi. Thường là bánh mì là khoảng tầm 6 mấy 7 giờ thì mới là giờ cao điểm. Anh chị các bạn mình coi, nếu mà có đi Hóc Môn mình muốn thưởng thức con bánh mì fast food nhanh gọn thì mình có thể ghé qua thử, mình đang thử bánh mì này đây nha, bánh mì cây dừa. À, các người này là cô nhà cô tự nấu nè. Này là ba tê bên nhà tự làm luôn hả cô? Ừ, cái gì cũng tự làm. Có chả là không nổi thì thôi. Vậy là xíu mại cũng làm luôn. Dạ. Toàn bộ làm đó. Làm không ớt, không ớt, không ớt. Mì thì mình có thể ngồi, bên này mình uống cà phê là được. Dạ, chú ở đây mình ăn đây lâu chưa? Dạ. Mình ăn bánh mì này lâu, ở đây lâu. Lâu rồi, ăn ở đây 40 năm rồi. À, mới ruột đây luôn hả chú? Đúng, dạ. Đúng rồi. Dạ. Một tuần chú ăn khoảng mấy ổ chú? Một tuần ăn ổ à? Ờ. Một tuần á, một tuần mình ăn mấy lần chú? Một tuần ăn 7 ổ. 7 ổ. Ăn ổ à. Dạ, ghê ổ to vậy hả chú? Ừ, đúng rồi, thì ăn ổ no. Dạ. Dạ, chú chắc là không mồm nè chú. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Trời ơi, mối thường là mối mấy chục năm không mọi người. Bây giờ thì cũng gần 6 giờ sáng rồi. Trời cũng khá là sáng đó mọi người thấy nè. Bên kia người ta đợi rất là đông nha. Lúc trước thì ở đây nó có cái dừa gọi là bánh mì cây dừa. Siêu mại cá thì đó. Nó rồi tiếng ở Hóc Môn này luôn. Với tay cà mọi người, cái cô kia về rồi, hai bằng cái chị này mới lại.
Hiện tại thì bây giờ là chắc khoảng tầm 6 giờ thôi, mình đã có đồ gỏi bánh mì cây dừa rất là nổi tiếng và lâu đời tại huyện Hóc Môn này. Đó. Mình kêu một ổ bánh mì là đây là ổ bánh mì lớn nha, 18.000. Để cho mọi người xem qua bên trong có gì. Ở phía trước mình là vậy thôi, chỉ có một cái tờ giấy. Đó. Một ổ lớn của mình đây. Ổ lớn là 18.000 thì mình kêu đầy đủ luôn, có chả nè, có nem nè. Có thịt nè. Có xíu mại, có cá nữa mọi người, đầy đủ mọi người, cá đây chỗ này. Trời, và đặc biệt mình thấy có nước mắm nữa. Tô nước sốt đó. Đầy đủ luôn nha. Có rau ở trên, ngò nè. Dưa được 3 cái. Ổ bự như thế này, đầy đủ nguyên liệu luôn. Đơn giản mọi người. Nè mọi người xem nè, nó hơn cái gang tay mọi người. Này khoảng tầm 20cm á. Đó, dài như thế này. Là mình ăn thử coi. Mình vừa ăn vào mình cảm nhận ngay cái vị nước sốt nè. Nước sốt này là của nước mắm nè. Cực kỳ đậm đà và ngon luôn. Nhưng mà được cái là bánh mì thì chắc bữa nay hơi lạnh đó. Nó không quá giòn như mình ăn kia mà giòn rụm nữa. Đó. Nó cũng vẫn còn giữ đồ giòn nhưng mà nó không quá giòn rụm nha. Đồ nguyên liệu rất là nhiều. Có rau, dưa. Nhưng mà cái vị và của nước sốt đó, nó rất là rõ ràng luôn. Vị nước mắm rất là ngon nha. Nước sốt á, mọi người thấy ớt đó, là của cái nước sốt á. Nó không phải quá mặn. Vị ngọt ngọt. À, mình không có thấy ớt nha. Họ hấp dẫn lắm. Ngon. Bánh mì á thì ngọt và nóng giòn, hay là quan trọng là cái tô nước sốt, nước sốt mà mình để chan vào á thì nó sẽ đậm đà hơn rất là nhiều. Mở nè, người thấy bên kia bán liên tục đông khoảng tầm mà gần 7 giờ á, mình nghĩ rất là đông luôn, thay ca lắm người. Mấy cái cô hồi nãy là mình lại nằm mấy á, thì cái cô kia xong mình mới thay là cái chị này. Này ở trong mỗi bánh mì của mình á thì hồi nãy mình có kêu cá ngừ thì mình ăn thì cái cá ngừ nó ngon ngọt, và đặc biệt là cái ở nhà mình, ở nhà cô tự nấu á, nó không có bị tanh mọi người, nó có bí quyết riêng nha, không bị hôi. Mình kêu hết là nhiều thứ hôm nay nhưng mà nó không có bị ngán. Ba tê cũng vậy nữa, béo ngon lắm. Đó, ổ bánh mì thế này, ổ bánh mì cây dừa mấy chục năm ở huyện Hóc Môn này, là bánh mì cây dừa. Anh chị các bạn mình có đi ngang thì mình có thể thưởng thức thử coi như thế nào. Bán từ 1:30 sáng nha, 1:30. Đó. Còn bây giờ thì xin mấy ba bạn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Anh chị thấy video hay quá nhớ đăng ký kênh nha. Quan cảnh Hóc Môn vào buổi sáng mọi người, nói gì với cây sở quất quen gì đó. Bánh mì cây dừa đó, người thấy ngay chỗ này đông nhất là chỗ này, lâu đời đông nhất ở Hóc Môn. Cua đem đi.